bôi nó nằm ở cái chân ở đây đây đúng không? Chân không cái này không, hồi mình trồng á con là mình trồng không sâu, dạ lồi cái stem lên, nhưng mà mình lắp gốc thì nó lồi rễ này ra nè, chú mới lắp gốc lên khoảng 3 tháng nè, nó lồi bộ rễ ra cái mình mới lắp đất lên, mình mới cài việc hai bên xong á, mình lắp lên mình mới làm bầu, hồi trước nó lồi lên hết, chú trồng là lồi lên hết rồi. Em sửa lại giùm chị, em xây ngược đường gió lại đã qua à, học ừ đang bóp, có nghĩa là đang bóp cái dòng rễ lại thành ra cái này dù là phải theo hướng gió. Còn cái trời em mua dù chợ lớn mà em mua cái dù nào gì đấy chà bá lửa luôn á, hoài luôn coi là bán được hóa dù cầm tay nhưng mà to lắm, có cái to gì nè, có cái túi cũng rõ ràng nè, thấy không, túi nè, túi nè. Đó, nó thúi nè, cái này á nhấn xuống nhiều quá rất là thối à. Nó thúi là nó thúi trực tiếp vào trong cái gốc luôn nè, nè nó thúi dài xuống tới đây luôn nè, này nó giống sâu nó thúi mà nó y như sâu nè. Nè chú coi nè, nó thúi nè, nó thúi rất là dạp cái lớp da luôn. Thường thường á cái vấn đề thúi này á, họ cây có muối á là mình sợ nhất là cái con nấm pusarum nó ăn là mình sẽ thấy được, nó sẽ gây hại cái cây uối của mình á, mình sẽ thấy được là cái hiện tượng là gì, nó nứt răng nè. Đó, nứt cái đường nè, biết cái bụng này chú coi nè, chú cắm chú lớp da nó đã chết rồi, bởi vì chú nói chú trị không được nó nè, chú mới tức rồi qua đây muốn trị đúng không? Cái đó thì xong á, để ra thí nghiệm nó vui lắm vậy, ở miền Tây đất cứng ngắc mà nó vui ghê lắm. Hên rồi cho em bữa nay nó cát nha Nam. Anh tính đi ngủ mà hết ngủ luôn rồi, ngồi còn ngủ luôn, chiều chạy xe ngủ. Dạ. Dạ. Chú móc ra giùm con, xuống tới cái cụ rễ luôn, đừng sợ gì hết rồi. Móc ra, nhưng mà nhớ điều kiện là gì? Bư cái bồn này ra, bà bảy nó kiếm cắn. Kiếm cho nó gọng cái bồn ra nữa. Gọng cái bồn ra như con nè. Để gì phải không? Khi mà giai đoạn này mình bư ra cái đi. Phơi đất luôn. Phơi đất là một. Cái thứ hai nữa là khi mà tới giai đoạn tới mùa mưa tới nè, nó không có ứ ngay chỗ cái dòng này hết trơn. Yêu cầu nước càng ứ trong đây là cây bự càng dễ bị thối rễ, càng bị dễ chết đó. Bởi vì ra là cái gì? Bung ra. Đất chưa? Ở đây mình đắp cái bà nội luôn. Cái tay con Nam như có bất lửa cài ải vậy. Khi mà mình thấy á, nước nó sẽ không có động lại được trong cái này nè. Mệt mệt. Rồi, con. Động trong con. Kỹ một chút nữa nha. Kỹ nữa các bạn con rồi. Không có những khu lát chú chỉ cho con coi là kỹ. Của mình cái gốc nó cao không động luôn. Dạ. Không động luôn. Coi nè chú kỹ chút nữa. Móc cái đường gì nè. Cho nước thoát. Đúng rồi. Đây nè. Chú tính mưa đi là chú chẻ bồn hết á, từ hồi tắt các thứ chú chẻ dục đất vô cho nước nó rút đi hết, mưa là làm đúng rồi. Nếu mà tại tháng này chú tính giữ nước nên cho cây nó đừng cho có nước, mưa là chú chẻ bỏ hết. Mưa thì mình chẻ đi, còn bây giờ á, đặc biệt cây bưởi này nè là làm cho con cái vấn đề này. Rồi. Giải quyết tới vấn đề trên đây nè. Rồi chứ cao bồn ra nữa thì còn từ 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 mình tính hay nói, từ từ mình tính đó. Khúc nói. Dọn ghế cho cái này là chẳng vừa rồi nè, để nè. Nhện đỏ đánh banh luôn, banh bộ lá luôn nè, nhện đỏ nè,
viết nó ăn coi như là cái dịp lục tố của cái lá là mạnh chạch luôn. Cái này mình giai đoạn mình khi nào mình tỉa này gì ra nè, tỉa luôn hả? Giờ nó đấy mình tỉa luôn. Lá đang già, cây bưởi mình tỉa là phải nhìn rõ cái đọt, phải coi cái đọt, cái đọt chứ không phải cái mình này tỉa. Là chị học qua em được. Cây bưởi á, bữa học hoài luôn mà cũng chẳng không. Nó là cái cây hột ngọt, cây có muối. Muốn tỉa là khi mà cái đọt này nó phải già, thì ngay chỗ cái đất lá nó sẽ có cái lượng mầm. Còn nếu mà trường hợp đọt bưởi mà non, xách cây kéo ra các cái bịch vậy là coi như cái đọt này nó sẽ chết luôn. Không luôn, đúng rồi. Nó sẽ không có lượng mầm. Chị nên là chị không học được cái này đó. Cho già như vậy nè. Già, đây bưởi, cây bưởi vậy nè. Rồi cắt cho nó đừng chọc đó. Vừa lại có phải gian tay. Cắt này uổng. Cũng chú tính để lớn là sửa, là sửa từ đây luôn. Sửa đây. Còn thật chưa cho dưỡng coi cái này nó bằng cái này. Vậy nè. Mới sửa đây. Nếu mà trường hợp á chú. Tại chưa dám sửa nó đâu. Đây mà chú mà cắt cái bịch đây đúng không? Còn đảm bảo với chú luôn là cây bưởi này nó sẽ không quăng học. Nó xì luôn. Nó xì. Tại sao? Không còn lá. Có đi. Chú cắt ở đây một cái. Chú cắt ở đây một cái, cắt ở đây một cái. Mặc dù là điều tàn đó. Không, ý là chú nói với con nhưng mà nó cỡ này chú không có dám sửa. Khi nào cái cây bự lấy trái là chú sửa, là chú sửa tới đó đó. Chạy chú. Đó chú sửa gì? Nó cũng y gan như cây sồi luôn. Ừ. Nếu mà chú giai đoạn này thà làm giai đoạn này tạo cho nó một cái khung. Ừ. Để sau này lớn lên nó cũng có cái khung rồi bắt đầu á là trái nó biết nhiều. Còn nếu mà cây bưởi á mà chú chờ khoảng từ 2 năm chú sửa. Ừ. Là giai đoạn con đã. Chú định tới 2 năm chú mới sửa nó đó, tại chú thấy nó xì quá. Nó y gan như cây sồi á. Ừ. Một thành một cứ lên phướng hoài luôn. Là lúc đó là coi như trái chan không được nhiều hết. Có những cái cây đọt cao là chú tin cắt giờ dạ. Xuống đó, đọt nó thụt bồm nó banh ra là ba chứ không có đầm bồm cái đó đâu cho nước. Vậy cây, là cái đề, chảy nước cây bưởi á. Đâu có cần cao sang đâu. Nhấp hết nha. Không cần cao sang. Đây nè. Kiến hả? Kiến nhấp luôn. Kiến cha ơi. Xin dậu nè. Vừa lấy dầu cái cài bà đi, ba con kiến này cắn cái gì nha, nó bị cắn hoài đó. Bây giờ cắt đọt hết toàn bộ đi rồi chú coi lại cái cây này nha. Bắt đầu 1/3 đúng, thành 3 thành 4 thành 3 thành 3 thành 4 từ từ cho nó thành cái khung nữa. Yêu cầu cây bưởi này á làm cho con khoảng 3 cơ thôi là quay ngang bắt đầu là chú thả luôn. Thả luôn. Nghĩa là tự trong nội tố của cây bưởi nó nuôi ra được. Đẩy ra. 1, 3, 1, 3, 1, 3 cứ ra hoài luôn. Chú cắt chú nói con thuốc gửi lên thuốc nó kích ra ghê lắm. Chú phải đi, chú mới cắt xong là chưa được 10 ngày tới cưỡng xịt thuốc trễ là nó ra nữa. Bờ quái bình chú phải đi bẻ bỏ. Bẻ tược đi bỏ. Dạ. Thuốc ra ghê lắm. Bây giờ chú nói chờ lại cái mùa mưa lại là chú sẽ khống chế chú sửa nó liền, mùa nắng chú không dám sửa nó thiệt luôn. Chú còn dặn Sơn này con ở nhà coi cái chừng 5 ngày 7 ngày mà nếu nó có ra đọt mới coi là phải xịt thuốc ngừa liền chứ đừng có để khi sâu bệnh. Tại cái giai đoạn sâu bệnh này là chị không kịp nè, làm mà bỏ bê nó chị không kịp. Quay ngang á, quay ngang cho nó rộng màn hình. Có anh coi nó màn hình nó rộng. Bệnh dữ lắm. Khi mà cái vấn đề á mình làm ở đây á là trên tất cả cái vườn của mình làm sao nó đồng loạt luôn. Đúng rồi. Nó ra tuột là nó phải ra như thế này. Đây. Đó là thuốc nó muốn mua thì anh bỏ không xài đâu, phải đi mua thuốc khác xài đó. Nè, nó phải ra từ cái gai lá này được rồi là anh khống chế còn trễ 2-3 ngày. Đó, còn á, cái cây bưởi á, để muốn xịt cho nó hiệu quả nha. Theo như chú một cơ đọt gì, chú xịt khoảng bao nhiêu cử thuốc để ngừa? Hai cử đúng không? Một cử vừa búp ra chú xịt, cỡ này chú xịt cái nữa. Mà chú xịt là chú phải xịt cây bưởi, chú xịt lâu lắm. Chụp ở dưới này lên cho nó ướt chết trứng trong này nè. Rồi. Ở trên chụp xuống dưới chụp lên. Dạ. Đó còn chứ không phải như cây sồi. Cây sồi thì chú đi đơn rồi. Giản được. Bây giờ cái này cây bưởi theo con. Ừ. Thì con thêm nhẹ một miếng này nữa. À. Khi cây bưởi ra tuột. À. Chú phun cho con tầm khoảng từ 3 cự. 3 cho cự. Đến 4 cự. À. Tùy theo 3 cự hoặc 4 cự. Ví dụ như con nói đại khái là cái đọt này đi, đang lên cái đọt đúng không? À. Nó đang chuẩn bị nhú nè. À. Nó nhú có phân nhiều. Là chú phải xịt rồi đó. Xịt nè, à. Đúng không? Đúng. Nhú phân nhiều chú phải xịt nè. Nó chuẩn bị nó hình thành ra cái lá nè. À. Giai đoạn này nếu trường hợp không xịt là bị sâu dễ bùa. Đó, đó, đó. Là nó hư cái cây. Đúng. Rồi, khi mà nó lên tầm khoảng từ 2 tắc rưỡi là chuẩn bị cái lá nó hoàn thục. Nó chuẩn bị cây như vậy là hoàn thục. Xịt cử nữa nè. Bỏ nè. Xịt cử nữa là coi như là một cơ đọt của cây bưởi là phải xịt ba cử nó bị hiệu quả. Cái bà chị bà làm bà nói trời ơi chú cậu ơi là
7 ngày 5 ngày mùa mưa nó ra là chỉ phải xịt 7 ngày 5 ngày chứ phải xịt. Ngồi đó cây bưởi mà không xịt là coi như thua. Như cây sồi thì mình để được cây sồi thì chú để 2 tuần chú xịt. Dạ. Đó. Bưởi nó sức đề kháng nó mạnh lắm. Còn cái cây bưởi này á mình muốn giữ cái cơ động á. Đó cái này là chú xịt là 5 cử thuốc rồi nè, sồi chỉ xịt có 3 cử chú bỏ nè. Giờ nó ra được lá này mà chú sợ nó hư nó đi bỏ đi sợ nó hư đó. Chú cứ cho đẹp cái luôn. Bây giờ nó ra được này đẹp lắm con nói con á. Đang sửa lên chú thấy không? Ra được toàn lá này không cho nơi mà. Đợt này là tới 10 ngày anh mới xịt nè, anh xịt trễ nè, anh mắc làm á, anh với này đi làm đâu có nghỉ đâu. Chảy bao bố rồi biết bỏ không tưới, phải trễ tới 10 ngày, anh đục 7 ngày xịt rồi đó. Em thấy cái cây dưới kia mà nó ra... Nó tải hơi cầm lâu rồi ta. Không, nó tốt. Cái đó là... cái cây bưởi nè, gặp một số người nói chung là nông dân, bà con nông dân mình đi dùng từ bà con nông dân mình, nếu mà không biết á là đi cắt ba này bỏ đây, ba này bỏ là sai lầm này, bông nè, bông không nè, bông không nè, nếu mà trường hợp cắt bỏ là sau này trái nó lên tới đỉnh trên đây nè, nó ra trên đây nè, nó quằn xuống đây là hư cái cây này. Cây bưởi này khó lắm, không có gì còn không chừa lại mấy cái này đang dưỡng nó mà đó. Trái nào đó. Khi nào nó trở lại cái màu xanh mốc này là nó sẽ ra qua đó. Trở lại màu mốc. Nó mang trái không đó. Rồi, tiến hành là gì? Bư gốc. Bư gốc gà. Tiến hành là gì? Tiến hành bư gốc gà. Bư gốc làm cái bồn nó khúc nữa. Làm cái bồn cho bự ra thiệt bự ra. Sau tới mùa mưa chú như chú gì á, chú tính gì đó. Bữa xẻ cho nước xẻ ra luôn. Xẻ bồn ra. Sôi luôn anh xẻ hết luôn. Xẻ ra hết luôn. Không có nước. Đừng cho động. Đó. Rồi. Nhưng mà còn cái nữa là gì? Cái mùa vụ của cái cây ăn trái, tùy theo loại cây ăn trái, cái mùa đó nó sẽ có một cái đối tượng nó gây hại. Đúng. Nắng theo nắng, mưa theo mưa, trời trời theo trời trời. Đó là chú kinh nghiệm. Bởi vì chú xài thuốc khác này. Bởi vì ra khi như chẳng hạn cây ăn trái gì chẳng hạn có ai xài là cây họ cây có muối đi, họ cây có muối. Khi mùa nắng nó sợ nhất con nhện đỏ. Nhện đỏ. À. Con nhện đỏ. Bởi vì ra làm gì làm khi mà đầu mùa nắng là cố gắng làm cho con hai cử nhện đỏ thôi. Đỏ. Xịt trước cho con đừng nên để rồi sẽ xịt. Ví dụ như lá mà gì nè. Mà không xịt nhện đỏ đi. Nó quất vô một cái là coi như banh tột chất gì bay. Liền, ăn hết luôn. Sạch xanh xanh. Chỉ là chữa bệnh trước khi mà đem bị đặng đó. Chị trước không có chờ chị. Nói thẳng là chở mùa là giao mùa sẽ chị không có chờ. Trước đó chứ không phải con thấy không phải mấy phòng mấy em mấy phòng đâu có đúng. Cái này ra đẹp thôi. Trễ nè, đợt này anh giữ thuốc trễ nè. Đúng ra như thằng ấy là cho thêm cử thuốc mấy ngày là đúng nè, nhưng mà anh không cho đó. Quá. Đó, bây giờ anh xài có hai cử anh hà tiện mấy cái độ gì chứ không. Bữa mình xài với là so với người ta là mình xài gấp mấy lần thuốc người ta rồi đó. Chuyến này sửa lại hết toàn bộ bồn này nọ, sửa lại móc gốc ra. Đặng cho nó có lỗ thở. Chứ đừng nên ém cái lỗ mũi nhỏ. Như con người của mình, cái này bóp lỗ mũi đi. Thở ông nội tao. Ông bà chanh không đến đổi à con à. Chanh thì không đến đổi mà riêng bự nha. Bao đây không con nghĩ chanh con góp ý giùm chú cây chanh. Nó nói chanh đó là không đi được rồi đó. Đổi không phải không? Cây chanh này nè. Chanh thì tại vì trong cây đó là nó chiếc cành cho nên chú trồng trên mặt đất không à. Còn cây bưởi mình là cái cây mà nó ghép. Có cây là trồng chiếc cành không được rồi. Giở tóc ra đi. 8 tháng à. Kéo lại. Nè, bây giờ chú. Ví dụ như nữa cái cành này nè. Chịu khó. Theo cái gió ngược lại anh hai, theo cái gió ngược lại. Gió hướng nào mà đấy theo hướng đó. Hiện tại giờ gió đang hướng này đúng không? Đúng đúng rồi. Đó, đúng này nè. Như gặp mấy trường hợp cây chanh này nè. Cái cây chổi nhẹ nó một cái đi. Đừng cho nó lên. Khi mà ví dụ như cây mình á đang bắt bộ rễ đi. Gió lật gió nè. Lật cái này nè, là bộ rễ nó động. Đó ngày hôm qua con đi đóng mấy cây ba thấy không? Nó động. Là một, cái thứ hai nữa. Cây họ cây có muối cũng quên nói chú là tháng mùa nắng là một cái đối tượng gọi là nhện đỏ đúng không? Nhện đỏ. Không, cái này nhện trắng. Hai nữa là gì? Gầy nhớt con. Nó hay bị gầy nhớt lắm. Bồi chi.
mới bị nhện trắng đó. Đó, nhện trắng đóng đèn thui luôn, nó đóng đèn đó, nhện trắng, nhện trắng đẹp sáp hay nấm. Ở đây á thì nó là không phải rồi thuộc dòng đẹp sáp, nó lột thuộc dòng của dòng họ riêng mà nó là không phải dẹp sáp mà được, mà nó là dẹp dính kêu gầy nhớt, nó dính nhớt này nọ, gầy nhớt nó bám vô cái trứng đó là trứng của gầy nhớt, nó bám vô cái thằng á là nó nút cái nhựa. Anh xịt thuốc rồi mà đó. Anh xịt kỹ lắm mà nó cứ nguyên cái khu này đó là anh xịt 2 ngày đó. Này cậu mang bình cô xịt dở dài đâu có ai xịt đâu, một là cậu mở xịt chứ đâu để người cái ta xịt nó bị con đó ra. Tại vì tức quá phải mang mình đi xịt con hiểu không? Con nói chổi cho nó bung cơ là nó không phát triển bộ rễ đâu. Đúng rồi, cây nào cũng vậy. Hả? Xịt bao nhiêu ngày à? Xịt bữa nay giống có 5 ngày con à. Hơn á. Hơn 5 ngày rồi. Có. Hôm bữa lấy thuốc của Nam mình là sao? Ừ. Có cái bữa gửi thuốc cũng có cái loại chị rồi. Đó. Rồi, loại mới. Nhện đỏ. Cậu xịt thuốc xong cậu tưới với con mấy ngày ta? Mình thấy rõ ràng là chú. Cậu nghĩ bữa nay nó 3 ngày nè. Vô hút nhựa cây con. Cậu tưới tiếp con là như 2 ngày 5 ngày. Nó khô luôn à. Hình như 5 ngày 6 ngày đó con. 5 6 ngày đó. Dạ. Xịt bữa nay nó 5 6 ngày. Bây giờ chú tính đi mổ, chú dặn nó nhà coi 5 7 ngày coi là cử ra đăng ký người xịt đó. Rồi. Nó kiếm bằng cái che hay gì đó. Cây nhỏ nhỏ đó. Chổi là. Nếu mà đấy vậy là bộ rễ nó không phát triển chị biết mà. Mà tối chị đi đóng mấy cây đó. Nó nằm dây sát xuống luôn á, hồi mấy cây đó nằm sát xuống luôn nữa. Ủa trồng đôi, đôi luôn hả? Không, chiếc phải nhánh mình nó trồng sâu á, nhánh chiếc ra làm đôi á. Nó một cây một, nó chăn ba ngay đây nè con. Hình như con móc ra có cái chăn ba đây đó. Ờ, có cái chăn ba đó rễ đây đó. Chanh này chiếc nhà luôn đó. Tại vì mình cắt củ tỏi xuống mình trồng mà. Dạ. Chanh này là chanh không hạt. Ô chanh là bông tím. Bông tím. Bông tím. Rồi. Chanh bông tím chùm. Ờ bông tím chùm đúng rồi. Ủa năm nay chanh hút thiệt, nó kêu mua quá trời. Nhưng mà ngược lại với miền Tây con chết rồi chú. Miền Tây quá trời chanh mà không có không ai mua. Không ra được hả? Không. Năm nay là coi như là chanh là chết đứng ở dưới luôn. Giá như vậy nhiêu vậy? Hiện tại giờ dưới là chanh khoảng 14 ngàn. Bữa có 10 bạc. Số lượng có nhiều. Có người đang kiếm đi chú điện lại cho người ta được chú chỉ gì đánh xe lên giao. Ở đây giao 10 tấn 10 mấy tấn người ta lấy cái một à. Ta đi nguyên một cái chiếc xuồng luôn mà tao bán 10.000 ký thôi đó. Nghĩa là mình nói về so về cái mức giá mà hàng năm á, tại vì thường thường á con làm chanh á là tầm khoảng á tháng 9 nước yêu cầu với miền Tây nước vừa chuẩn bị dịch á là bắt đầu xuất tiếng làm bông để con bán cho tháng 2. Lần qua Tết lần bán là tháng này nè. Tháng này 18.000 nè. Tháng này nè, là với miền Tây là năm nào mỗi năm là khoảng 22.000, 23.000. Trên đây 18. Nhưng mà ngược lại năm nay chết đứt. Năm nay chết rồi. Năm nay trên đây chanh mùa mưa không mất giá, mùa mưa năm nay vẫn còn 8.000, 10.000, mỗi năm có 4.000, 5.000. Đi cầm lại. Còn cây bưởi này nè. Bây giờ á theo con á nha. Thì chú nên làm sao lại cái mức đồ cây lộn. Cho nó luôn, tạo luôn. Bây giờ là nếu mà trường hợp không tạo là không có thời gian, không còn thời gian nữa. Tại vì mình tính đi một cái cơ đọt của cái cây bưởi á, thì nó rơi vào tầm khoảng từ năm nay, có khoảng từ 2 tháng cho đến 2 tháng 15 ngày. Đúng rồi, 2 tháng 15 ngày. Nó chú nói gì rồi, cho là 2 cây, 2 tháng rưỡi không? À, đó, mà chú chậm trễ á, thì sau này á, thì cây bưởi này nó sẽ có đủ 18 lần cuốn, còn thằng tỏi 2 tháng rưỡi chỉ cần 4 năm nước ngang. Nó nhẹ hơn thằng này rất là nhiều, gấp đôi này nè. Thằng này 8 nhân kia 4 à. Nó nhẹ lắm. Rồi, bây giờ con xuống con cây mít với chú. Dạ, bây giờ là bưởi là gì nha? Bưởi là gì? Làm mở bồn ra. Đào lấy cái bộ rễ lên. Nó lộn tới cái rễ. Để nó đào bộ rễ. Đây con rễ thêm bộ. Móc rễ ra là chảy bao lại tưới lại bình thường. Dạ, đúng rồi chú. Giờ em quên chú định là chú nhổ lên rồi chết nha, chú nhổ lên chú rửa rễ nó sạch với trồng kiển chứ con hiểu không? Dạ, chú vô nó lại nói không mà không, không thấy gì hết, không nổi đâu. Thì cái cây này chú định mưa chú mới sửa nó lại đó. Dạ. Cái chanh á là lượng như vậy là khoảng 30-40% trong vườn. Nhưng chẳng hạn chanh á chú trồng như vậy nhá thì chú còn mê được nè, chú không thấy mê nè. Chú tính dọn chân nữa đó, chú thấy gầy nhớ quá, chứ đi cắt tỉa ba cái chân con như nó bấm bấm chị hai cái chân đó coi, cây nó bung cơ kìa, bấm chị đi, nó dài quá chừng nó đi nó lửa tủa rồi chị.
tỉa mấy cái nhánh nhỏ dưới cho nó chống cái chân bớt cây chanh mà không biết có sao. Chú tỉa được chú ơi. Tỉa được phải không? Chú thấy tỉa nó dày đặc quá, chú tỉa cho cái chân nó bỏ bớt lên cho nó nuôi những cái được sau này. Dạ tỉa giùm con bớt bớt đi. Nè bây giờ sửa mấy cái đợt sau thấy cái lá không? Dòm dạ. Là thấy vương này. Thì em tỉa giùm cái này đi. Không, để nó chỉ gì là anh biết rồi. Nếu mà trường hợp trồng đúng kỹ thuật, cây tốt bình thường 9 tháng, 9 tháng lấy trái rồi 9 tháng, tại vì cái cây không tím, cái chùm nó sẽ khác cái cây chanh công hạt. Cây chanh công hạt là tầm khoảng từ 2 năm rưỡi đổ lên thì mình biết tiến hành để trái. Còn đặc biệt cây này khoảng 9 tháng à, nó bắt đầu nó ra rồi. Không, trái bây giờ ra lung tung đi hái bỏ biết nhiêu đợt rồi đó con. Ra từ lúc dưới chứ á, mấy đứa này đi lội lặt bỏ biết nhiêu rồi đó. Tỉa cho chống chân vậy đó, sử dụng thuốc nó cũng dễ nữa. Có ba cái nấm bệnh thứ hai nữa là ba cái con. Chú thấy ba ngày nhớt mà nó đóng dưới đó là chú thấy chú vực nó rê rồi. Nó đóng á. Ồ, đóng ông thằng nữa đóng. Banh to luôn. Nè, có cái bài nãy giờ con móc đó. Không nè. Xương xương gì được rồi đó. Rồi con, rồi, cho nó chống cái chân cho thoáng là được rồi đi. Cái cây này nó dài quá, cần cắt bỏ không em? Cây như vậy là nó không để sáng nào cái nhất nào mới được chứ, để đây tự nhiên nó ra hai cái sừng, gió nó bay qua bay lại rồi vậy cắt đều luôn hả? Kia nó ra nè, cái này nó ra đầy luôn đây nè. Đúng rồi, mình cắt bỏ nó ra nữa đó, chùm nó ra đầy cả. Dưới này nó quá chừng cái nhánh nhánh nữa nhỏ nhiều quá chừng. Anh cài mấy cái thuốc rồi đó, nó mới phục lại đó, hỏi mà nói chết rồi. Rồi. Có lợi tỉa hết. Đó là hiện giờ trong vườn mình cái đó là 30%, làm gì là 40%. Còn như cái đó là 50%. Còn tại nữa. Ủa, anh thích mưa xuống làm đi sửa bằng bạc được như hồi nãy như tại còn mấy cái. Vậy nó sẽ lục lại dây thơ nó bằng nhau luôn. Nó xì mũ lắm. Nó xì mũ. Kêu cậu cắt thiệt cái lúa nó lại xì mũ. Mới chữa đi, nó ra được chữa không? 10 giờ chưa, cắt tới 2 giờ nghỉ. Dạ. Em cắt cho nó hợp, mình nó ra mũ mà nó không khô. Nguyên cái dọc này nè, nó cứ hợp như cái cây mình nhỏ hồi nãy sắp chết vậy đó. Là hợp trước tính nó chết hết đó, bây giờ nó còn sót một vài cây đó. Nó mới tỉnh rồi đó, còn sót nữa đó. Mấy này tỉnh là hết nè. Giờ ra lại, lọt lại. Hôm bữa chị lên chị thấy là chị hỏi ơi, xong chị chụp con, chị chụp hình, chị gửi cho em liền á. Dạ. Chị thấy là hơi là chóng mặt luôn á. Cái này cắt tỉa xong đi, xong rồi bắt đầu tiến hành giải phân. Phân á, đặc biệt ở đây á, chỗ này á, là giải phân hữu cơ nha. Chứ cộng với chung quy luật, tại vì sao? Cái vùng đất này á, là đất và cát, nó sẽ thiếu chung quy luật. Không phải đất ở miền Tây. Mình phải bổ sung vô cho nó, thì cái cây nó mới xanh, nó mới xanh được. Tại sao? Màu lá là tuyệt vời. Nó ngày nhà. Tại vì cái vùng đất này thiếu chung quy lượng, như chẳng hạn là mai nhê, đồng, cảm, sắc, măng, gan, đại khái là cái mình nói nôm na cái chung quy lượng đó là nó thiếu quá, bởi vì ra cái lá nó không được có dày, nó không được xanh mướt. Nè, đó. Cây thì chị đâu có được đâu, cây này là phải chổi ra đi nè, cây này là phải chổi ra. Ra người ta banh ra, còn mình thì đắp bồn.
cái này mình lắp lên đó, lòi cái mình mới đắp lên ngô lên đó. Này ghế nó ăn lên trên nè, mà cái dòng này lễ nó lòi việc nào nó càng tốt. Mình thì mình thấy sót ruột. Khi mà cây bưởi á, nếu mà trường hợp mình cái lấy đất bị nghẹt, mình lấy đất này nó nghẹt, mình ném vô thì bắt buộc trong cuộc sống mà. Giờ như chẳng hạn chú lại chú bóp lỗ mũi con đi, con thở không được thì con phải bắt buộc con phải trả lại chú. Con lấy tay con đẩy chú ra thì hành rễ này nè, mình đang nghẹt cái bộ rễ nó rồi thì bắt buộc bộ rễ màng nó phải kìm mọi cách để nó đi lên, nó đi lên này, nó thở à. Đó nó xanh rễ mà em nó quá đó, em chịu nổi, em mà chịu nổi mới ấy ra. Chú mọi mọi xương xương này tới đây đúng không, xong rồi nè trả này ra lên lại đi, trả lại lại nè đó, rồi xong rồi bắt đầu nè đậy lại, đậy lưỡi bố lại, bao bố lại còn cho nó giữ ẩm vào tháng mùa nắng nè. Nè đó là cây này nè, nó đầu tiến hành khi gãy phân á, mình mở cái này ra đầu gãy vòng vòng ở đây nè, giữ lại bắt đầu mình đậy lại tứ ẩm lại cho nó, rồi xong cậu gãy phân là cậu phải chừa hai găng tay đó mới tới đó nghe, chứ phải vô sát vô bộ gãy là trái được gãy luôn đó, không phải gãy phân là gãy phân đâu, gãy là gãy xích mà gãy cây này tàn bao lớn là gãy để sẽ ra bao dài, mình nhử tàn bao cao là gãy chỉ giữ gãy thôi mà cái này cho phân là cho sát gãy luôn, gãy cho nhau là trái luôn, sát vô được con phân trước là mình cho ngoài này nè, cây nó nhỏ phân đào còn là thấy không đó, phân mình cho tuốt ngoài này xa lắm, một bầy na vậy rồi giờ đó, phân mình cho xa lắm cho gần ra là cái hướng mà để xử lý ba cái cây bưởi á là vậy, mồi ra hết, mồi bồng ra. Mấy cây mầm bệnh vậy, tối tối